vị thiên kim đại tiểu thư này, để có thể gả cho tổng tài đang ngồi xe lăn mà đã giả vờ làm một cô nàng ngốc. Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Thời Sinh đã không được lòng cha mình. Để lấy lòng nhà giàu, cha Nguyễn Thời Sinh vô cùng vui mừng, thậm chí còn cùng với mẹ kế để nhục mạ con gái ruột của mình. Tổng tài mặc dù đồng ý lấy cô, nhưng lúc này Mạc Viễn Đình vẫn chưa hề hay biết bản thân anh đã rơi vào cái bẫy của Nguyễn Thời Sinh. Nếu đã như thế, tôi tuyên bố từ hôm nay, cô ấy chính là thiếu phu nhân của Mạc Viễn Đình tôi. Tôi sao? Trời đất ạ, một tên què và một con ngốc. Được được. Xin chào chồng yêu. Đang thì không biết phải làm thế nào mới tiếp cận được Mạc Viễn Đình. Thế là há miệng có sung dụng thật, lão đại cô chắc không phải là thật sự muốn hy sinh vì tổ chức đó chứ? Tôi nghe nói về phương diện đó anh ta, nói chung là cô gả về bên đó sẽ thảm lắm đấy. Yên tâm đi, dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông. Bích Hỷ Châu là di vật của mẹ tôi nhất định phải lấy lại nó từ tay Mạc Viễn Đình. Cứ chờ tin tốt của tôi đi. Nguyễn Thời Sinh vừa gọi điện xong thì cô em gái cùng cha khác mẹ ở đâu xuất hiện, tặng cho cô cái tát trời giáng. Nguyễn Thời Sinh cái đồ tiện nhân, gã đàn ông tôi bỏ đi mà cô cũng dám nhặt. Em gái em đang làm gì thế? Bỏ chị ra. Mẹ mau tóm lấy cô ta, dám cắn tao à đồ tiện nhân, còn dám cắn Nhiên Nhiên, xem tao đánh chết mày. Nguyễn Thời Sinh tôi cảnh cáo cô, cho dù cô có gả cho hắn cũng không thay đổi được số phận ti tiện của cô đâu. Con ngốc và thằng que đúng là trời sinh một cặp. Ha ha ha, tiện nhân mày còn dám đánh lại à? A dì ơi đừng đánh con nữa. Bố à, đừng có gọi tao bằng bố, tao không có đứa con gái vô liêm sỉ như mày. Bố ơi, Sinh Sinh sau này nhất định sẽ ngoan, bố đừng bỏ con mà, đừng có ở đây giả vờ đáng thương đi. Cô đúng là giống người mẹ ti tiện của cô mà. May mà mẹ cô đoản mệnh, tôi với Nhiên Nhiên mới có những ngày tháng tươi đẹp này. Người đàn bà xấu xa này, bà không được nói xấu mẹ tôi. Chị nếu chị đã không ngoan thì sẽ phải chịu trừng phạt. Đừng đứng mà em gái, dừng tay lại, các người làm gì thế hả? Nguyễn Thời Sinh từ nhỏ đã là một đứa ngốc, chúng tôi sợ nó gả qua Mặc ra không hiểu quy tắc nên đang dạy dỗ nó. Chồng à, em đau quá, đây chính là cách mà các người dạy dỗ cô ấy sao? Không không, Mặc thiếu gia, cậu hiểu nhầm rồi, đều là tự Sinh Sinh. Từ nhỏ nó đã không còn mẹ, lại là một đứa ngốc nên vụng về không hiểu chuyện, nên trên người có chút thương tích là chuyện bình thường. Một mụ tiểu tam đến cướp ngôi chính thất còn dám nhắc đến mẹ tôi. Nguyễn Thời Sinh, cô dám đánh tôi, gì à, có rồi đó, rùa lại đến nữa rồi. Nguyễn Thời Sinh, đừng có kiếm chuyện nữa. Mặc thiếu gia, Nguyễn Thời Sinh nhà chúng tôi mặc dù có chút ngốc, nhưng tâm địa nó lương thiện, cậu lấy nó coi như cũng không thiệt. Mau cút đi cho tôi. Đi thôi. Nguyễn Thời Sinh, cô quả thật là một con ngốc sao? Chồng à, nhà của anh lớn quá, động phòng, tôi muốn đi động phòng cùng chồng. Điều tra kỹ chưa? Đã điều tra kỹ rồi thưa thiếu gai. Thiếu phu nhân hồi nhỏ từng rớt xuống nước, sau đó thì biến thành một người ngốc, đến cha cô ấy cũng không thích cô ấy, chứ nói gì là mẹ kế. Tôi biết rồi.
May mà thân thủ của Nguyễn Thời Sinh nhanh hơn, nhưng Mạc Tổng cũng đã bắt đầu nghi ngờ cô. Tiếp theo sẽ xảy ra những tình tiết thú vị gì? Tôi biết các bạn cũng tò mò, chúng ta cùng đón xem ở phần sau nhé.